cú đánh tỉnh đòn. Thưa quý vị và các bạn, tình hình Kherson đang thay đổi theo hướng khó chịu cho chính quyền Kiev khi lực lượng Ukraine phải lùi về tuyến trước với tổn thất nặng nề. Trong khi đó, các cuộc tấn công bằng UAV của Nga đã thay đổi chiến thuật và tiếp tục khoét sâu thêm nỗi đau năng lượng của Ukraine. Và trong lần hiếm hoi phương Tây buộc phải thừa nhận Nga đã thành công. Ngoài ra, Nga tuyên bố đã có bằng chứng trong tay về chương trình chế tạo bom bẩn của chính quyền Kiev. Đồng thời, có một điều kỳ lạ đã xảy ra trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ. Một trận đánh lớn của Nga có khả năng sắp diễn ra và liệu các đồng minh Ukraine có chấp thuận những điều khoản do Điện Kremlin đề ra. Tất cả sẽ có trong video phân tích bình luận của chúng tôi vào tối hôm nay. Sau đây, mời quý khán thính giả cùng quan sát theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của kênh Tin 360 News. Trước hết, chúng tôi xin cập nhật tóm tắt tình hình diễn biến tại mặt trận Kherson. Ukraine sẽ biến Zaporizhzhia thành Mariupol thứ hai. Alexei Arestovich, cố vấn của người đứng đầu văn phòng Tổng thống Zelensky cho biết trên kênh YouTube của nhà báo Mark Fagin rằng tình hình tại Kherson đang thay đổi theo chiều hướng khó chịu đối với chính quyền Kiev. Ông này nói, bây giờ chúng tôi đang chuyển sang hướng Kherson, ở đó tình hình đang thay đổi theo hướng khó chịu đối với chúng tôi. Khoảng 6 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn đã được triển khai bổ sung, tổng cộng đã có dưới 30 hoặc trên 30 nhóm. Đây là lực lượng quân sự khổng lồ sẽ bị nghiền nát như thế, tình hình rất khó, rất khó. Trong khi ấy, trên kênh Telegram, Phó Thống đốc vùng Kherson Kirill Stepushov do Nga bổ nhiệm cho biết, Ukraine đã cố gắng mở rộng chiến tuyến từ cầu Davidov-Brod đến Ischenka với 4 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn, cùng các đơn vị của lực lượng dù với sự hỗ trợ pháo binh của sư đoàn súng trường cơ giới 42. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đã bị phía Nga đẩy lùi, kết quả là lực lượng Ukraine phải lùi về tuyến trước với tổn thất nặng nề về nhân lực và xe bọc thép. Ukraine cũng đang được cho là chuyển lực lượng tới mặt trận Zaporizhzhia. Hàng ngàn lính đánh thuê nước ngoài từ Mỹ, Đức, Ba Lan và các nước khác hiện đang tập trung tại thành phố. Quyền thống đốc vùng Zaporizhzhia Yevgeny Balitsky hôm 27 tháng 10 phát biểu trên kênh Russia 24 cho biết quân đội Ukraine đang có ý định biến thành phố Zaporizhzhia và các công ty công nghiệp trong khu vực họ kiểm soát trở thành một khu vực kiên cố như nhà máy Mariupol Azovstal, và có hàng ngàn lính đánh thuê nước ngoài đã tham gia tại đây. Vladimir Rogov, người đứng đầu phong trào Zaporizhzhia, lưu ý rằng các chiến binh này được chia thành các nhóm từ 5 đến 20 người đang trú ngụ trên tầng 2 và tầng 3 của các tòa nhà dân cư ở Zaporizhzhia. Họ ở đó là để hòa nhập với dân cư và tránh khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa của chúng tôi. Lưu ý là 73% khu vực Zaporizhzhia đã được phía Nga kiểm soát, nhưng tại thủ phủ Zaporizhzhia và các vùng phụ cận vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Trong đó có gần một nửa dân số vẫn đang sinh sống trong khu vực này. Như vậy, sau Kherson, Zaporizhzhia trong những ngày tới được cho là mặt trận đối đầu ác liệt giữa hai bên. Chúng tôi xin tiếp tục cập nhật và phân tích các diễn biến bên ngoài chiến trường, trong đó hậu quả tiềm tàng sau các trận tập kích của Nga đối với cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine ngày càng thêm đau đớn. Các cuộc tấn công của Nga khoét sâu lỗ hổng hệ thống điện của Ukraine. Các cuộc tấn công dồn dập của Nga vào lưới điện Ukraine khiến hạ tầng năng lượng nước này có nguy cơ tê liệt trước mùa đông lạnh lẽo. Trong đợt tập kích vừa qua, tên lửa UAV của Nga đã tập trung tấn công vào các trạm truyền tải điện quan trọng của Ukraine, có nhiệm vụ giữ cho lưới điện hoạt động và cung cấp năng lượng cho các dịch vụ trọng yếu của nước này. Theo Washington Post, các đợt tấn công được tiến hành một cách có tính toán và gây thiệt hại nghiêm trọng tới mức các quan chức phương Tây và Ukraine cho rằng chúng được chỉ đạo bởi các chuyên gia điện lực, những người biết chính xác mục tiêu nào sẽ gây tổn thất lớn nhất cho lưới điện và khoét sâu thêm nỗi đau năng lượng của Kiev. Chiến thuật này của Nga khiến chính quyền Kiev và phương Tây lo lắng khi nhiệt độ bắt đầu giảm ở Ukraine, báo hiệu một mùa đông đầy thách thức ở phía trước. Nhiều thành phố của Ukraine được sưởi ấm từ hệ thống trung tâm được vận hành bởi các nhà máy sử dụng cả điện và khí đốt. Điều này đồng nghĩa các cuộc tấn công vào mạng lưới điện sẽ gây hậu quả rất tàn khốc khi mùa đông lạnh lẽo kéo tới. Giới chức Ukraine thừa nhận các cuộc tấn công của Nga cũng rất khó chống đỡ và cho biết họ có rất ít khí tài có thể đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và UAV của Nga. Phương Tây đã cam kết chuyển giao các hệ thống phòng không hiện đại hơn cho Ukraine, cũng như cung cấp thêm trang thiết bị giúp xây dựng lại cơ sở hạ tầng quan trọng. Nhưng các hệ thống phòng không phương Tây khá phức tạp và cần nhiều thời gian để huấn luyện chuyên sâu cho binh sĩ Ukraine.
Ngoài ra, nỗ lực sửa chữa các trạm điện bị hư hại trở nên vô nghĩa khi Nga tiếp tục tấn công ngay khi các trạm này vừa được đóng điện. Hầu hết các trạm biến áp cần đặt trên mặt đất và không có vật che chắn xung quanh, khiến chúng dễ trở thành mục tiêu tấn công. Volodymyr Kurysky, giám đốc nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukrenergo cho biết, rõ ràng họ đang nhắm tới các trạm biến áp và nhà máy điện quan trọng nhất tại một số vùng hoặc cả hệ thống điện nói chung. Họ biết cần tấn công vào đâu để gây thiệt hại nhiều nhất có thể. Họ muốn càng nhiều nhà bị mất điện càng tốt để gây ra tình trạng hoảng loạn. Không chỉ vậy, mạng lưới điện tại Ukraine còn đối mặt với nguy cơ bị triệt tiêu vĩnh viễn khi ông Kurysky hé lộ thực trạng u ám như sau. Vấn đề là khoảng thời gian an toàn của hệ thống điện ngày càng giảm. Với tốc độ tập kích như hiện nay, không một kho dự trữ thiết bị nào đủ để sửa chữa hệ thống trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Chính quyền Kiev đã nhận thức rõ thực tại khốc liệt này và đã khuyến người tị nạn Ukraine nên ở lại đất khách quê người để tránh mùa đông đáng sợ sắp tới. Chính quyền Kiev khuyến cáo người dân không nên trở về Ukraine cho đến mùa xuân. Trong bối cảnh Ukraine chìm trong bóng tối vì mất điện, bởi ít nhất 1/3 tổng số các nhà máy điện ở đất nước đã bị phá hủy bởi các cuộc tấn công của Nga. Hôm 26 tháng 10, Phó Thủ tướng Irina Vereshchuk đã phát biểu rằng những người đã ở một nơi an toàn ở nước ngoài nên đợi đến mùa xuân hãy trở về nhà. Bà nói, tôi muốn yêu cầu họ đừng quay trở lại, chúng ta cần phải sống sót qua mùa đông. Bà Vereshchuk giải thích rằng lưới điện quốc gia sẽ không thể tồn tại khi những người tị nạn từ nước ngoài trở về, mà thay vào đó sẽ khiến cuộc khủng hoảng chỉ càng trở nên tồi tệ hơn. Trong tuyên bố khá thẳng thừng, bà Vereshchuk nhấn mạnh, tôi sẽ yêu cầu bạn không trở lại, chúng ta cần phải sống sót qua mùa đông. Thật không may, lưới điện sẽ không tồn tại. Bạn xem người Nga đang làm gì, nếu bạn có cơ hội ở lại, tốt hơn nên dành cả mùa đông ở nước ngoài. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc được công bố vào tháng 7, hơn 12 triệu người Ukraine đã rời bỏ đất nước kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2. Dữ liệu của Liên Hiệp Quốc cho thấy hơn 7,7 triệu người tị nạn Ukraine đã được đăng ký trên khắp châu Âu. Trong khi đó, tờ The Economist hiếm hoi thừa nhận rằng các hoạt động và mục tiêu của Nga nhằm làm suy giảm cơ sở hạ tầng điện của Ukraine đã thành công. Tờ này viết, kể từ ngày 10 tháng 10, người Nga đã bắn hơn 200 tên lửa hành trình và UAV Kamikaze vào cơ sở hạ tầng dân sự trọng yếu của Ukraine, đó là mạng lưới điện. Tờ này đi đến kết luận, và trong khi cuộc tấn công của Nga đã được lên kế hoạch tồi, thực hiện kém và không đạt được các mục tiêu rõ ràng, thì nỗ lực tắt đèn Ukraine dường như có thẩm quyền và hiệu quả. Rõ ràng việc tồn vong của chính quyền Ukraine đang ngày càng hiện rõ sau các cuộc tấn công UAV này của Nga, và nó đã bị cố tình làm cho lu mờ bởi tình hình trên chiến trường Kherson. Vụ bom bẩn tiếp tục là chủ đề gây cấn trên mặt trận ngoại giao và thu hút sự chú ý của thế giới. Trong khi Mỹ và đồng minh lên tiếng tố ngược Nga mới là bên có ý định leo thang bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật, thì phía Nga đã cung cấp thêm bằng chứng cho thấy Ukraine đã lên kế hoạch tấn công nguy hiểm này. Nga cung cấp bằng chứng hai công ty Ukraine tham gia chế tạo bom bẩn. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Trung tướng Igor Kirillov cho biết, hai công ty Ukraine đang trong giai đoạn cuối cùng của việc sản xuất bom bẩn. TASS đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga có dữ liệu về các liên hệ của văn phòng Tổng thống Ukraine với tình báo Anh về vấn đề có khả năng có được các công nghệ hạt nhân này. Trung tướng Kirillov cho biết, theo thông tin mà chúng tôi có được, hai tổ chức của Ukraine đã có những hướng dẫn cụ thể để tạo ra cái gọi là bom bẩn. Công việc đang ở giai đoạn cuối cùng. Ông cho biết chính quyền Kiev có đủ tiềm năng nghiên cứu và sản xuất để chế tạo bom bẩn, bao gồm 3 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động và một lượng lớn nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Như vậy, Ukraine có các doanh nghiệp công nghiệp hạt nhân với kho dự trữ chất phóng xạ có thể được sử dụng để chế tạo bom bẩn. Đó là 3 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động: Chudno, Ukrainskaya, Minskaya và Rubnenskaya. Có 9 bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng, chứa tới 1.500 tấn oxit uranium được làm giàu ở mức 1,5%. Ngoài ra, theo Trung tướng Kirillov, có 22.000 tổ hợp nhiên liệu đã qua sử dụng chứa uranium-238 tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã ngừng hoạt động. Nó cũng chứa các sản phẩm liên quan đến hoạt động chế tạo bom bẩn như uranium-235 và plutonium-239 là những thành phần chính của điện tích hạt nhân. Song song với việc công bố bằng chứng chế tạo bom bẩn của Ukraine, Điện Kremlin hứa sẽ có những bước đi mạnh mẽ để đáp lại những lời đe dọa của Kiev. Phát ngôn viên của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov cho biết, Moscow có bằng chứng và các thông tin cần thiết và sẽ công bố với cộng đồng thế giới để khuyến khích họ sẽ có những hành động tích cực
nhằm ngăn chặn những hành vi vô trách nhiệm như vậy của chính quyền Kiev. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã cảnh báo với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ về khả năng có thể có hành động khiêu khích bom bẩn của Ukraine. Hơn nữa, Bộ Ngoại giao Nga nhận thấy trong các hành động của Mỹ đã xác nhận một kế hoạch của phương Tây nhằm cáo buộc Nga về một cuộc tấn công hạt nhân ở Ukraine. Điều này được phản ánh rõ khi đại diện của Mỹ tại hội nghị giải trừ quân bị, ông Bruce Turner, đã gọi những tuyên bố của Nga về hành động khiêu khích bom bẩn sắp xảy ra của chính quyền Kiev là hành động phá hoại và thông tin sai lệch được cho là do Nga dàn xếp để tạo cớ tiềm tàng cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Với việc Nga chủ động đi trước một bước, công bố chương trình chế tạo và kế hoạch tấn công bom bẩn của Ukraine, có những tín hiệu cho thấy chính quyền Kiev đang cố gắng cắt giảm chương trình này khi phái bộ thuộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế IAEA sẽ đến Ukraine trong vài tuần tới. Theo ông Dmitry Bulyansky, đại diện thường trực của Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết IAEA có thể đến, nhưng một quả bom bẩn không phải là một thiết bị quá tinh vi. Nếu bạn đọc các kênh điện tín Ukraine có khá nhiều thông tin, bạn sẽ thấy rằng có rất nhiều ồn ào trong giới cầm quyền Ukraine. Bây giờ vì chiến dịch công bố thông tin mà chúng tôi bắt đầu. Có nhiều dấu hiệu cho thấy họ đang muốn làm mưa làm gió chương trình này. Tất nhiên, họ sẽ có nhiều thời gian để làm việc này. Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzia cũng đã gửi một bức thư tới Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, trong đó có đoạn Moscow sẽ coi việc sử dụng bom bẩn của chính quyền Kiev là một hành động khủng bố hạt nhân. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Anh và Mỹ đã thông báo về việc Kiev sẵn sàng sử dụng bom bẩn. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thay mặt cho Washington, London và Paris từ chối coi thông tin này là đáng tin cậy. Đây cũng được cho là sự đoàn kết mới nhất của châu Âu với Mỹ trên mặt trận đối phó với Nga. Tuy nhiên, điều đó cũng không thể giấu một châu Âu đang bất đồng quan điểm mạnh mẽ. Nga triệt tiêu bom bẩn của Ukraine từ trong trứng nước. Như trong video lần trước chúng tôi đã đề cập, có một sự bất bình đang lan tỏa ở châu Âu khi lục địa này bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng kinh tế và các công ty dầu mỏ của Mỹ đang trục lợi chiến tranh. Tổng thống Pháp Macron nhiều khả năng được cho là sẽ kêu gọi Mỹ hòa đàm với Điện Kremlin trong chuyến thăm Mỹ vào tháng 12 này, nhằm làm giảm cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu. Hồi tháng 9, ông Macron cũng từng kêu gọi đối thoại với Nga để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, và được cho là đã lặp lại những gì mà Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã yêu cầu từ hồi tháng 7, đó là Mỹ nên nói chuyện với Nga và Ukraine không có cửa thắng trong cuộc xung đột với Nga như tờ RFE từng đưa tin. Ẩn bên dưới những thông tin lạc quan màu mè giả dối của truyền thông dòng chính phương Tây là sự thật về một Ukraine tuyệt vọng với một nền kinh tế trống rỗng và mạng lưới điện không còn hoạt động được nữa. Chính quyền Joe Biden cũng không thể mong đợi các đồng minh châu Âu hỗ trợ vực dậy nền kinh tế Ukraine, khi chính EU và Mỹ cũng đang phải vật lộn với lạm phát do khủng hoảng năng lượng gây ra. Trong khi đó, một lực lượng quân sự khổng lồ của Nga đang bắt đầu hoạt động, cho thấy kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công lớn trong vài tuần tới nhằm mục đích chấm dứt chiến tranh tại Ukraine theo các điều kiện của Điện Kremlin. Cần chú ý là sau cuộc điện đàm hôm 23 tháng 10 của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu về khả năng Ukraine sử dụng bom bẩn trong chiến tranh, Bộ Ngoại giao Mỹ thay mặt các ngoại trưởng Pháp, Mỹ và Vương quốc Anh đã nhanh chóng đưa ra một tuyên bố chung bác bỏ những cáo buộc sai trái của Nga và gọi đó là cái cớ để Nga leo thang. Tuy nhiên, việc Nga đi trước một bước cáo buộc chương trình chế tạo bom bẩn của Ukraine và yêu cầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử IAEA vào cuộc để điều tra đã khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có cuộc gặp với Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi hôm 25 tháng 10. Cùng ngày hôm đó, Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã nói chuyện với Tổng thư ký NATO Stoltenberg và ngạc nhiên là cả hai tiếp tục kêu gọi phương Tây hỗ trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, điều lạ ở chỗ, Bộ Ngoại giao Mỹ trong ngày hôm đó cũng đã lặng lẽ xóa tuyên bố chung Mỹ-Anh-Pháp ra khỏi trang web của mình. Nguyên nhân là vì sao? Đó là sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tiết lộ trong ngày hôm đó rằng thông tin chi tiết cho thấy các tổ chức có thể được ủy quyền cho mục đích này, chế tạo bom bẩn, đã được chuyển đạt thông qua Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trong các cuộc tiếp xúc với những người đồng cấp của mình ở Mỹ, Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Lavrov nói thêm, một số đối tác của chúng tôi đã thực sự đề nghị một cuộc thảo luận về thông tin mà chúng tôi có ở cấp độ quân sự chuyên nghiệp. Đây là một kiểu tiếp cận mà chúng tôi đã ủng hộ. Vậy thông tin mà Nga có ở cấp độ quân sự chuyên nghiệp như lời Ngoại trưởng Lavrov đề cập đến là gì?
đó chính là việc Nga đã nắm giữ toàn bộ chứng cứ cho thấy Ukraine đang chế tạo bom bẩn và có kế hoạch tấn công khủng bố. Phải chăng chính quyền Kiev đang có kế hoạch B để leo thang chiến tranh vào thời điểm tuyệt vọng nhằm lôi kéo Mỹ và NATO vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga? Tất nhiên, chỉ có Ukraine mới có thể trả lời câu hỏi này. Không có gì bí mật khi cơ quan tình báo MI6 của Anh và CIA của Mỹ đang điều hành công việc ở thủ đô Kiev và chỉ huy trên mặt trận tiền tuyến. Nga đã công khai chỉ thẳng vào việc tình báo Anh liên quan đến việc hỗ trợ Ukraine chế tạo bom bẩn. Việc London thay đổi thủ tướng liên tiếp trong vài tuần qua có khả năng miễn trừ trách nhiệm giải trình cho MI6. Cựu thủ tướng Boris Johnson được cho là người hỗ trợ đắc lực nhất cho Tổng thống Zelensky, tưởng chừng sẽ quay trở lại chính trường Anh một lần nữa sau sự từ chức ê chề của nữ thủ tướng Liz Truss. Tuy nhiên, vì một lý do khó hiểu nào đó, Boris Johnson đã kín đáo rút lui khỏi chính trường và nhường sân chơi cho đối thủ của ông là Rishi Sunak lên làm thủ tướng. Chính quyền Tổng thống Zelensky đã bị tước đi chiêu bài cuối cùng của mình khi Nga bóp chết quả bom bẩn thiểu từ trong trứng nước, dọn đường cho một cuộc tấn công lớn của Nga nhằm kết thúc xung đột tại Ukraine. Liệu cuộc tấn công theo kế hoạch của Nga có được tiến hành hay không sẽ phụ thuộc vào bất kỳ cuộc gặp nào giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali vào ngày 15-16 tháng 11. Câu hỏi lớn đặt ra là liệu chính quyền Joe Biden có muốn kết thúc cuộc xung đột hay không khi sức ép hiện đang ngày càng gia tăng lên Nhà Trắng với việc đảng Cộng Hòa được cho là sẽ có cơ hội nắm quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ, cũng như lá thư bom tấn của 30 nhà lập pháp gửi cho Biden. Điều đáng nói là đây lại là những người cánh tả cấp tiến cùng đảng Dân Chủ và cùng quan điểm với chính quyền Joe Biden. 30 nhà lập pháp Dân Chủ cánh tả rút lui trước sức ép. Trong một màn thể hiện sự kịch tính yếu đuối, các nhà lập pháp Dân Chủ cánh tả tại Hạ viện đã rút lại một lá thư sau 24 giờ công bố, kêu gọi chính quyền Biden theo đuổi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Dân biểu Kramila Zayapon viện cớ để rút lại bức thư như sau. Bức thư đã được soạn thảo vài tháng trước, nhưng không may đã được nhân viên phát hành mà không có hiệu đính. Tất nhiên lý do này không thuyết phục, cho thấy 30 nhà lập pháp đã chịu áp lực không ít. Vậy bức thư có nội dung gì? Bức thư nêu rõ những quy định chung về chính sách đối ngoại liên quan đến Nga và Ukraine và được viết với một dòng điệu ôn hòa. Tất nhiên, bức thư cũng ca ngợi cách điều hành đất nước của chính quyền Biden, trong khi kêu gọi một cách tiếp cận ít hiếu chiến hơn trong việc xử lý xung đột tại Ukraine. Bức thư có đoạn, nếu có một cách nào đó để kết thúc chiến tranh trong khi gìn giữ một Ukraine tự do và độc lập, thì Mỹ có trách nhiệm theo đuổi mọi con đường ngoại giao để hỗ trợ một giải pháp như vậy có thể chấp nhận được đối với người dân Ukraine. Một khuôn khổ như vậy có lẽ sẽ bao gồm các động lực để chấm dứt các hành động thù địch, bao gồm một số hình thức giảm nhẹ trừng phạt và tập hợp cộng đồng quốc tế để thiết lập các đảm bảo an ninh cho một Ukraine tự do và độc lập mà tất cả các bên, đặc biệt là người Ukraine, có thể chấp nhận được. Tựu chung bức thư là kêu gọi Tổng thống Joe Biden chấm dứt xung đột tại Ukraine. Phải chăng mong muốn này của 30 nhà lập pháp đã khiến Nhà Trắng và nhiều đảng viên Quốc hội Dân Chủ phẫn nộ? Việc 30 nhà lập pháp cấp tiến của Hạ viện Mỹ đã nhượng bộ ngay lập tức cho thấy các nguyên tắc của họ là mỏng manh dễ vỡ. Nó cho thấy một lần nữa rằng tiếng nói phản kháng yêu cầu chính quyền Biden ngừng hỗ trợ chiến tranh tại Ukraine tiếp tục bị dập tắt, y hệt như cách tỷ phú Elon Musk nêu quan điểm đàm phán hòa bình với Nga hồi đầu tháng. Tất nhiên, Elon Musk đã hứng chịu búa rìu dư luận nặng nề, nhưng ông đã không rút lại tuyên bố của mình như 30 nhà lập pháp Dân Chủ nói trên. Không có gì ngạc nhiên khi nghị sĩ đảng Dân Chủ Tulsi Gabbard vừa tuyên bố rời bỏ đảng này và công khai gọi đây là một đảng đang phục vụ cho giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu thay vì phục vụ người dân Mỹ. Nghị sĩ Tulsi Gabbard tuyên bố rằng một trong số những lý do khiến cô buộc phải rời bỏ đảng đó chính là nỗi sợ hãi rằng Tổng thống Biden và giới tinh hoa của đảng Dân Chủ đã đẩy chúng ta đến bờ vực của chiến tranh hạt nhân, có nguy cơ bắt đầu Thế chiến thứ ba và phá hủy thế giới như chúng ta đã biết. Sự rời bỏ đảng Dân Chủ của nghị sĩ Tulsi Gabbard sau 20 năm cống hiến đã gây chấn động dư luận nước Mỹ trong suốt hơn 10 ngày qua. Và đây là một đòn đau đối với chính quyền Joe Biden ngay trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay đến đây xin tạm dừng. Quý vị nghĩ sao về đề tài chúng tôi vừa nêu trên? Trong các nội dung chính của video ngày hôm nay, quý vị thích phần nào nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Tình 360 News. Quý vị nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông
để theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi. Sự chia sẻ video này đến với nhiều độc giả hơn của quý vị sẽ là nguồn động lực rất lớn đối với đội ngũ làm chương trình của chúng tôi. Bản tin bình luận sẽ được phát sóng vào lúc 7:30 các tối từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Kính mời quý khán thính giả cùng đón xem. Và bây giờ, Quang Sang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kỳ sau. Chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Thân ái chào tạm biệt.